anh em đã quay lại kênh chuyên test audio của Hoàng Nam Audio. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em một mẫu lọc xì mang thương hiệu ADC có model là SS215 anh em nhé. Em này là hàng Nhật xuất Mỹ, máy chạy được đa cầu điện anh em nhé. Sở hữu size 43.5 và sâu là 24, cao là 9cm anh em ạ. Dài thì từ 32 đến 18 nhé, 18.000. Các trò chất âm rất là mạnh mẽ. Biên độ dao động thì là cộng trừ 15 dB ạ. Riêng các em đọc xì Mỹ thì đại đa số là có biên độ dao động rất là lớn. Cho chi tiết tiếng chất âm rất là sạch, nhưng mà không bị chói gắt anh em nhé. Em này thì sở hữu được tất cả các đầu cần đều có đính nét đầu cần cộng với hai đèn tia rất là đẹp, báo hiệu tín hiệu của hai kênh. Sở hữu tổng là 24 cần chia đều cho hai kênh. Em này máy rất là đẹp, góc cạnh anh em nhìn kỹ, em quay rất là gần cho anh em. Sở hữu được 3 thiết bị đầu vào, một cổng sao và hai đường 1-2, step 1, step 2 anh em nhìn nữa. Máy rất là đẹp, góc cạnh. Anh chị em nào mà muốn sở hữu em này thì nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại là 0981 956 486 anh em nhé. Bên em ship code toàn quốc khi có cọc ạ. Chất âm của lọc Mỹ thì em cũng không phải giới thiệu quá nhiều, vì vài năm trở lại đây em nó quá nổi tiếng rồi. Quan trọng nhất là được anh chị em tìm được những em máy mà nó còn hình thức còn khá là đẹp, để về vừa chơi vừa trưng bày. Mọi chi tiết về giá thì anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Giá dao động trên 6 triệu một chút ạ. Anh chị em nào khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop với em tại số 8 ngách 26 ngõ Trần Cao Vân để xem hàng trực tiếp. Ngoài các cái mã sản phẩm lọc xì thương hiệu Mỹ thì bên em còn cung cấp thêm rất nhiều các cái mã lọc xì thương hiệu Nhật, Hàn Quốc. Phân khúc của em nó thì từ dao động thì từ 3 triệu đến 12, 13 triệu một sản phẩm anh em nhé. Anh chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm nào cũng như là hợp túi tiền với sản phẩm nào thì có thể liên hệ hoặc kết bạn Zalo để em tư vấn, để lựa chọn cho nó chính xác với cái nhu cầu của mình ạ. Anh chị em nào mà đang xem video của em mà chưa có đăng ký kênh thì vui lòng nhấn vào đăng ký kênh màu đỏ và bấm chuông giúp em, để lần sau sẽ được cập nhật các cái video bên em luôn update hàng ngày, giới thiệu đến anh em các cái thiết bị audio cũng như là các cái video test sản phẩm cho anh em đi các tỉnh. Còn bác nào đã đăng ký rồi cũng đang xem video mà chưa like hoặc chia sẻ kênh thì vui lòng like giúp em một lần và chia sẻ giúp em một hai lần lên các trang hội nhóm để nhiều anh em biết đến kênh của Hoàng Nam Audio, cùng nhau giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách chơi audio của anh em khắp mọi miền. Máy rất là đẹp. Hàng bên em bao cam kết với anh chị em là bao zin, bao nguyên bản anh em nhé, nên là anh chị em cứ yên tâm để chọn lựa. Các cái sản phẩm lọc xì bên em thì luôn luôn là bảo hành cho anh chị em 3 tháng miễn phí 100%, khi xảy ra lỗi do kỹ thuật. Còn các cái vấn đề mà anh chị em mà xài hàng nội địa mà cắm nhầm điện cũng như sét đánh hoặc rơi vỡ là những cái vấn đề mà nó ngoài ý muốn
bên em vẫn có hỗ trợ sửa chữa cho anh em tùy từng mức độ anh em nhé. Một lần nữa, Hoàng Nam Audio xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Chào các bác ạ.